Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ba tập chương trình đăng tải cũng như là thấy nội dung hay hữu ích thì hãy like chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là Tử Vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, đúng tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023 đang khổ ngập đầu, bỗng được bề trên ban cho phúc lớn, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, tiền vàng nhất chật kết, ăn Tết cực to. Bí mật làm điều này, ắt được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, tài lộc theo chân, gặp thời đổi vận, 100 tỷ cầm tay, giàu sang nhất họ, đúng tháng 12 âm lịch 2023. Quý vị thân mến, con người không ai là vô dụng cả, mỗi cá nhân đều có những năng lực tiềm tàng, cho nên, tại thời điểm đối mặt với áp lực, không cần lo lắng ưu sầu, có lẽ đây chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ của cuộc đời đối với bạn, tin tưởng chính mình, hết thảy đều có thể xử lý được tốt, trong bức bách hảo hán mới có thể tới Lương Sơn thời thế tạo anh hùng, con người vào đường cùng tất biến đổi, chỉ có áp lực mới tạo nên động lực. Theo tử vi 12 con giáp, những người đứng can bính tuổi ngọ sinh năm 1966 thường phải sống xa quê quán mới tốt và cuộc sống có nhiều long đong vất vả, bính ngọ có sẵn tính nóng này. Người khi giận thì như lửa bừng bừng, khi xong lại nguội lạnh, tuy vậy, họ quan hệ rộng nên vẫn có nhiều bạn bè và không mấy khi nhờ vả đến ai, bởi người này có lòng tự trọng, khí khái và cứng cõi, Họ luôn có ý thức tự lập tự lực cánh sinh, lại là người sống thiện lương, chăm chỉ bố thí tích phúc, cho nên gặp thời ắt nở hoa mở ra một chân trời mới. Bước sang tháng 12 tháng cuối năm 2023 này, các tinh chiếu mệnh được thần tài ban lộc, tiền đồ mở mang, tài lộc theo chân, gặp thời đổi vận, tay cầm 100 tỷ, giàu nhất họ. Vậy, trong tháng 12 âm lịch này, phương diện sự nghiệp, tài lộc, gia đạo, sức khỏe, quý tuổi sẽ có biến đổi ra sao? Làm gì để đón tài lộc vào nhà? Mời quý vị lắng nghe và chiêm nghiệm trong video dưới đây. Thần tài ban lộc, tuổi bính ngọ sinh năm 1966, tài lộc theo chân, gặp thời đổi vận, tay cầm 100 tỷ, giàu nhất họ trong tháng 12 âm lịch. Đầu tiên, hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 12 âm lịch. Tiết tiểu hàn là tiết khí thứ 23 trong 24 tiết khí, nằm trước tiết đại hàn và sau tiết đông chí, thời tiết lúc này khá lạnh nhưng đã bắt đầu có những chồi non mọc lên. Nhiệt độ có thể giảm sâu hơn so với trong đông chí, theo chiết tự, chữ tiểu có nghĩa là nhỏ bé, còn sớm là bắt đầu, còn hàn nghĩa là lạnh lẽo, lạnh giá, bởi vậy, mà tiểu hàn nghĩa là ám chỉ thời tiết bắt đầu bước vào đợt rét mướt, mặc dù chưa phải là lạnh tới cực đại, thế nhưng đã là rất lạnh. Đặc trưng thời tiết của tiết khí tiểu hàn, đó là sự khắc nghiệt ở nửa cầu bắc, tạo nên những sức ép thử thách cho tất cả các loài động vật và thực vật trên khu vực này, tiểu hàn nhiệt độ có thể giảm sâu hơn so với đông chí thêm hiệu ứng nghịch ôn rõ rệt nên các loại cây trồng, hoa quả nhiệt đới như chuối tiêu, xoài có thể sinh trưởng tốt. Vào thời gian diễn ra tiết khí này, đa phần các giống thực vật, động vật trong tự nhiên đều tự hình thành cho mình những phương án thích nghi với thời tới, như di cư, tích trữ lương thực, dụng bớt lá, theo như kinh dịch thì tháng 12 âm lịch là quẻ lâm, quẻ này có đặc điểm 4 hào dương ở trên, hai hào âm ở dưới. Ở thời điểm trước một hào dương xuất hiện, quẻ phục này, đã xuất hiện thêm một hào dương nữa với ý tưởng sự phát sinh trưởng thành không ngừng của dương khí báo hiệu sự ấm áp tươi sáng phát triển mạnh mẽ tràn đầy sức sống đang lại gần các hào âm dần tiêu biến biểu hiện của u ám bệnh tật buồn đau lạnh giá dần dần bị đẩy lui người xưa có câu hết cơn bĩ cực đến thời thái lai là như vậy trong tiết tiểu hàn thời tiết vô cùng lạnh giá do đó ngoài việc chuẩn bị quần áo ấm chăn màn bạn cũng cần chú ý đến việc giữ ấm cơ thể từ bên trong bằng việc luyện tập thể dục mỗi ngày vệ sinh răng miệng bằng tinh dầu tỏi ăn các món ăn có tính nóng cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng tránh cảm lạnh chú ý dưỡng sinh trong ngày lạnh không chỉ chú trọng mặc nhiều quần áo giữ ấm cơ thể mà còn phải bảo vệ phòng lạnh cho phần đầu và mặt bằng mũ len khăn quàng kín tay để cân bằng nhiệt giúp nhiệt lượng không bị tản đi việc đeo khẩu trang để phòng bệnh hô hấp cũng rất tích cực nhưng cần vệ khẩu trang thường xuyên. Mặt khác, không khuyến khích thanh niên, người trưởng thành đeo khẩu trang chống lạnh, bởi như vậy sẽ kém thích ứng với không khí lạnh, giảm sức đề kháng, không có lợi cho sức khỏe. Mùa đông khí áp thấp, mọi người lại thường ở trong nhà đóng kín cửa để giữ ấm, nên có trường hợp thiếu dưỡng khí, khiến một ngạt, khó thở, buồn bực, việc này làm cơ thể tiếp nhận lượng oxy ít đi, lượng carbon dioxide nhiều lên, gây khó ngủ, ngủ gặp ác mộng, tinh thần hoặc hoảng sợ, tỉnh giấc giữa chừng lâu dần sẽ tạo thành suy nhược thần kinh. Quan trọng nhất về dưỡng sinh trong tiểu Hàn là vận động, dậy sớm chạy bộ, chơi thể thao, không chỉ tăng sức đề kháng, tăng cường sức khỏe, mà còn nâng cao tinh thần, thoải mái tư tưởng, người càng lớn tuổi thì càng nên vận động nhiều để tránh các bệnh xương khớp, máu huyết. Đặc biệt là phải tăng cường sức khỏe của bản thân bằng cách là siêng năng tập thể dục để dưỡng chất lan tỏa, bài tiết tốt hơn, cơ thể thêm dẻo dai trước thời tiết, có sức đề kháng cao trước bệnh tật. Tiếp theo, xét về tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi bính ngọ sinh năm 1966. Những người đứng can bính tuổi ngọ thường phải sống xa quê quán mới tốt và cuộc sống có nhiều long đong vất vả. Bính ngọ có sản tính nóng này, người khi giận thì như lửa bừng bừng, khi xong lại nguội lạnh. Tuy vậy, họ quan hệ rộng nên vẫn có nhiều bạn bè và không mấy khi nhờ vả đến ai bởi người này có lòng tự trọng, khí khái và cứng cỏi. Họ luôn có ý thức tự lập, tự lực cánh sinh, tính tình lanh lợi, hoạt bát, Phản ứng nhanh nhẹ, lại luôn gần gũi, thân thiện với mọi người, họ có nhân duyên khá tốt. Người tuổi bính ngọ là mẫu người đôi khi tự khen mình, song rất biết nhún nhường, hy sinh vì người khác, họ lạc quan, theo chủ nghĩa xê dịch, thích đi du lịch khám phá nhiều nơi. Tuy nhiên khi buồn bực, họ rất dễ bi quan, xuống tinh thần, sống lạc quan dũng cảm xông vào đói nghèo, giỏi tự lực cánh sinh, có đầu óc quan sát trực quan, thích sống tự do thoải mái ung dung tự tại, có khả năng ăn nói và biện bạch có lý lẽ trong làm việc nhanh nhẹ, dễ tiếp thu cái mới, người tuổi bính ngọ số được cha mẹ dành cho của cải, về trung niên hậu vận họ giàu có. Nếu lấy tuổi tuất, dần, thì cố hòa hợp để sống, chuyện tình duyên không mấy xui thuận, có thể phải hai lần đò mới đặng. Người tuổi bính ngọ là người thông minh, lanh lợi, cũng rất hoạt bát và nhanh nhẹn, họ nhiệt tình và phóng khoáng, cũng có óc thẩm mỹ tốt, có thể là người dẫn đầu xu hướng, tính cách mạnh mẽ, đôi khi có phần cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Khi trưởng thành bạn có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, thử thách, ý chí của tuổi ngọ vẫn không bị mai một, ngược lại họ càng quyết tâm cố gắng, phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Sự tự tin và nhiệt tình giúp cho người tuổi 1966 đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường sự nghiệp, họ biết cách cân bằng công việc, dù công việc có nhiều đến đâu, quy mô lớn tới thế nào, cũng không thể làm khó được tuổi Bính Ngọ. Họ dùng chính thực lực của mình và nhẹ nhàng ứng phó với mọi khó khăn, biểu hiện xuất sắc đó khiến họ nhanh chóng được cấp trên trọng dụng. Khi làm việc bạn nhiệt tình và lao động hết năng suất của mình, bởi vậy, họ có thể đảm nhận khối lượng công việc gấp nhiều lần người khác và tất nhiên, tuổi ngọ cũng mất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Người này sẽ không thể chịu đựng được nếu như phải làm một công việc cố định, nhàm chán hay đứng yên ở một vị trí nào đó trong thời gian lâu, họ thích những công việc năng động tự do thoải mái, được đi lại và đặc biệt là có thể phát huy được khả năng giao tiếp của họ. Tuổi ngọ có thể thích hợp với những công việc của một nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, thư ký, phóng viên, nhiếp ảnh, những nghề đó sẽ giúp họ phát huy tối đa tài năng. Đam mê và sở thích của mình, nếu như trở thành chủ kinh doanh, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn, tư duy logic và con mắt nhìn xa trông rộng, giúp họ có những đánh giá chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó phát triển những mặt hàng đem lại lợi ích cho mình và mọi người xung quanh tuy nhiên người này dễ bị thu hút bởi những thứ mới lạ hấp dẫn khác bởi vậy không ít những lần bạn bỏ việc giữa chừng để chạy theo thứ mới mẻ kia bản tính cả thèm chóng chán này khiến cho họ gặp phải nhiều rắc rối trong cuộc sống cuộc đời diễn ra khá nhiều biến động và thay đổi họ khó có thể ổn định cuộc sống và công việc theo ý muốn nguyên nhân sâu xa là do tính tình nóng vội bốc đồng thiếu kiên nhẫn và dễ thay đổi của họ khi trưởng thành tuổi ngọ mới có những suy nghĩ chín chắn hơn và nhận thấy trách nhiệm của mình đối với những người thân xung quanh tuổi này năng động nhiệt tình và cháy hết mình với đam mê công việc họ dường như không bao giờ gặp khó khăn về vấn đề tài chính ngược lại bạn còn có thể giúp đỡ nhiều người nghèo khổ có hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống để đạt được thành công đương số đã phải trải qua không ít khó khăn thất bại và cả sự tuyệt vọng khi họ nhận ra những thay đổi nhanh chóng luôn khiến họ rơi vào tình thế khủng hoảng thì cũng là lúc bạn quyết định thay đổi bản thân kiên trì bước tiếp trên con đường mình chọn dù có đầy trông gai gian khổ. Về mặt tài vận, vì tuổi bính ngọ thường nỗ lực và có nhiều hoạt động tích cực, thế nên họ thường không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc, đó chính là nhờ những mối quan hệ ngoại giao rộng khắp và thái độ viên mãn về cuộc sống đã đem lại phúc tài cho bạn. Những người này giỏi kiếm tiền và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, mỗi khi khó khăn, họ lại có quý nhân phù trợ giúp đỡ, bởi vậy những người này không bao giờ gặp phải thiếu thốn, họ khéo léo tạo dựng cho mình nhiều mối quan hệ làm ăn, bạn bè trong mọi lĩnh vực điều đó giúp cho tuổi ngọ học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới cho bản thân mình đừng vòng vo hay cố nói dối bính ngọ họ sẽ nhanh chóng phát hiện và vạch trần sự thật nếu muốn thu hút sự chú ý của người này bạn chỉ cần kể những câu chuyện hấp dẫn một cách ngắn gọn biểu cảm để kích thích sự tò mò của họ dù gặp vô vàng những khó khăn trước mắt nhưng tuổi ngọ vẫn luôn vui vẻ thoải mái lạc quan và yêu đời họ tự hưởng thụ cuộc sống của chính mình như thể hôm nay không làm ngày mai cơ hội vẫn còn đó không việc gì phải vội vàng trong suốt cuộc đời họ đạt được nhiều thành công và không ít thất bại mọi thứ đều dễ biến đổi bởi vậy bạn nên hiểu rõ các vận thế lên nhanh xuống mau của bạn nếu bạn lơ là thiếu thận trọng dây lát rất có khả năng khiến bạn phá sản thậm chí chẳng còn đất sung thân bạn phải thận trọng hơn nữa chỉ cần bạn kịp thời nắm chắc bản thân nắm chắc thời cơ thành công ở ngay trước mắt bạn vận tài lộc không thuận sẽ ảnh hưởng đến tài chính bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào công việc sự nghiệp để tăng thu nhập Muốn có cuộc sống sung túc, giàu sang thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Người tuổi bính ngọ tính tình lãng mạn mà sôi nổi, họ coi trọng vẻ bề ngoài nên rất dễ rung động trước cái đẹp. Người này yêu nhanh mà kết thúc cuộc tình cũng nhanh không kém. Nam giới là người độc lập mạnh mẽ, có chính kiến riêng, không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, cũng có đầu óc tư duy nhanh nhẹ, nên hiếm khi bị mắc bẫy, dính lừa. Người tuổi này vô cùng nhạy cảm với tình yêu, họ dễ rơi vào lưới tình nhưng cũng có thể thoát ra một cách nhẹ nhàng. Trong suốt cuộc đời sẽ có nhiều chuyện kết thúc không mấy vui vẻ, có lẽ họ sẽ phải trải qua sự đổ vỡ trong hôn nhân. Trong chuyện tình cảm, những người tuổi ngọ đôi khi mù quáng, họ thường có xu hướng không quan tâm tới bất cứ điều gì, ngoài việc yêu hết mình, trong tình yêu vừa tình tứ, lại vừa kín đáo, khiến họ thường rơi vào tình thế khó xử, thế nhưng ái tình đến với tuổi này một cách dễ dàng, bởi lẽ tuổi bính ngọ luôn tự mình phô bày, hoặc quyến rũ người khác phái, họ thật biết cách khen ngợi người khác. Nói những lời hay ý đẹp, khiến người ta vui lòng, hơn nữa còn giàu lòng cảm thông, vì vậy rất được mọi người quý mến, chỉ riêng về điểm này, họ đã có những thuận lợi nhất định trong tình yêu. Tuy nhiên, người này dễ bị rung động vì vẻ đẹp của những người khác giới và bị rơi vào vòng xoáy của tình yêu lúc nào không hay, họ sẽ không đủ tỉnh táo để điều khiển lý trí của mình, khi yêu một ai đó, tuổi ngọ chỉ biết lắng nghe theo lời trái tim mách bảo và hành động theo trực giác. Vậy tử vi vận trình tuổi Bính Ngọ trong 12 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao, mời quý vị hãy lắng nghe và chiêm nghiệm ngay sau đây nhé. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp tuổi Bính Ngọ, tháng 12 năm 2023. Xem tử vi hàng tháng, tháng này thứ tài khởi sắc mạnh, tuổi Bính Ngọ gặp nhiều may mắn về tiền bạc, đây là cơ hội tốt cho đầu tư, kinh doanh, nắm được xu thế và thị hiếu của thị trường, đảm bảo bản mệnh sẽ thu tiền đầy túi trong tháng này tỷ kiên chiếu mệnh con giáp này càng chủ động tìm kiếm cơ hội để khẳng định mình thì càng được cấp trên đánh giá cao bản mệnh đủ tự tin vào năng lực của mình thành công nối tiếp nhau chính là minh chứng rõ rệt nhất cho chuyện này hai cát tinh tử vi và giải thần cùng xuất hiện trong tháng cuối năm này báo hiệu những may mắn sẽ đến với bản mệnh những chú ngựa sẽ được cấp trên ưu ái trọng dụng mà trao cho thêm trọng trách người làm công ăn lương cứ y án kế hoạch đã lập mà làm việc vừa nhàn vừa theo đúng tiến độ mà không sợ bị mất sai lầm, có thời gian rảnh bạn vẫn có thể kiêm nhiệm các công việc phụ để tăng thu nhập trong tháng. Người kinh doanh, buôn bán, có một tháng làm việc tất bật nhưng khá hiệu quả, mặc dù sức cạnh tranh lớn, nhưng bản mệnh vẫn đứng vững trong mọi hoàn cảnh, thậm chí có thể ký kết hợp đồng làm ăn lớn, bỏ túi không ít tiền bạc. Trong thời điểm cuối năm sẽ có nhiều việc phải đẩy nhanh để kịp tiến độ, bản mệnh cần phải tỉnh táo và sáng suốt để không mắc sai lầm, muốn làm nhanh thì cách tốt nhất là làm bình tĩnh công sức đi sửa sai còn lâu gấp nhiều lần đó việc gì mình có thể tự làm thì tốt nhất chớ nên nhờ vào người khác ai cũng có việc của mình nể nang nhau thì làm nhưng chẳng vui vẻ gì đâu tốt nhất hãy có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao đừng chơi trò đá bóng sang sân của người khác đời người thì làm gì có chuyện mọi việc đều như ý cuộc sống cũng đâu thể nào hài lòng hết thảy vì vậy đừng so đo với người khác bởi vì không đáng đừng quá nghiêm khắc với bản thân bởi vì sẽ tự tổn thương mình cũng đừng tính toán chuyện của bính ngọ nhé Tiếp theo, xét trên phương diện tài lộc tháng 12 âm lịch, tuổi Bính Ngọ 1966. Xem tử vi tuổi Ngọ tháng 12 năm 2023 âm lịch, đường tài lộc của con giáp này đang cực kỳ khởi sắc, điềm báo cho thấy tài lộc phát mạnh về thứ tài, chủ về nguồn thu phụ và tài lộc bất ngờ. Sự may mắn sẽ mang về cho con giáp này nguồn thu khá lớn, bản mệnh được chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy lối đi phù hợp nhất với mình trong thời điểm này. Đặc biệt, chuyện làm ăn kinh doanh cũng sẽ khá suôn sẻ và thuận lợi. Cuối năm hàng hóa bán chạy như tôm tươi, dường như chẳng còn chút hàng tồn nào trong kho. Vì hàng về đến đâu là khách dục phát hàng tới đó, con giáp này hơn người ở chỗ nắm bắt được thị hiếu thị trường. Cũng đón được đúng thời cơ, nên bên cạnh may mắn là thực lực chẳng ai vượt qua được, tiền cũng vì thế mà về đầy túi. Người làm công ăn lương, ngoài nguồn thu nhập chính, bạn còn có thêm nguồn thu phụ, ngoài tiền lương chính, bản mệnh còn nhận được khoản tiền thưởng, tiền hoa hồng quà tặng thưởng cuối năm. Theo đó, nâng mức thu nhập tăng vọt so với tháng trước, nguyệt lệnh nằm ở đất Lâm Quang, tuổi bính ngọ chẳng ngại nhặt nhạnh từng đồng tiền lẻ, cần mẫn chăm chỉ dù làm bất cứ việc gì, thành công chẳng thể nào chối từ được những người có nghị lực lớn lao, có điều, tháng này có dấu hiệu phá tài, hao tốn nhiều tiền của, vì thế, tuổi ngọ nên tránh xa các trò may rủi, cờ bạc đỏ đen kẻo trắng tay. Về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi bính ngọ tháng 12 năm 2023. Xem vận trình tình duyên tuổi bính ngọ tháng cuối năm 2023, bản mệnh có được hạnh phúc mà nhiều người mơ ước, gia đình hòa thuận ấm êm, vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, con cái ngoan ngoãn thông minh, tuy nhiên, chẳng phải tự nhiên mà có được hạnh phúc lớn tới vậy đâu. Con giáp này cũng phải đi qua bao nhiêu rông gió, kiên trì giữ vững tình yêu của mình thì mới có thể có được tổ ấm bao người mơ ước, bạn hiểu rằng những mâu thuẫn, những xung đột trong cuộc sống là điều chẳng thể tránh khỏi, tuổi bính ngọ chấp nhận điểm thiếu sót của đối phương, nhìn vào mặt tốt của nhau để sống. Người độc thân mặc dù vận đào hoa khoe sắc, mối quan hệ rộng mở, làm quen với nhiều đối tượng khác giới, tuy nhiên, bản mệnh luôn cảm giác có rào cản nào đó ngăn mình mở lòng đón nhận tình cảm của người khác, vì thế mà vẫn thấy trống trải, cô đơn. Duyên phận không phải là ngẫu nhiên, bạn gieo nhân nào thì gặt quả ấy, trao gửi thiện lương thì gặp người lương thiện, chuyên hành ác nghiệp thì phải chịu ác duyên, kỳ thực duyên phận chính là một loại lựa chọn, người đi ngang nhau, chỉ khẽ chạm vai cũng là cái duyên được tích tồn từ bao đời tiếp, nếu đã là duyên thì phải biết tùy theo duyên mà sống, chớ cưỡng cầu những thứ vốn không thuộc về mình bạn nhé. Cuối cùng, phương diện sức khỏe tuổi Bính Ngọ trong tháng 12 năm 2023. Bước sang tháng cuối năm tuổi Bính Ngọ có sức khỏe tốt, không phải lo lắng nhiều về nguy cơ bệnh tật, tuy nhiên, cần đề phòng họa huyết quang. Tai nạn bất ngờ do dương nhận hung tinh mang tới, nhất là khi làm việc, sử dụng tiếp xúc với những vật nhọn bằng kim loại cần phải hết sức thận trọng. Theo lịch vạn niên, tháng có thực thần ghé thăm, ăn uống tiệc tùng liên miên có thể gây tăng cân hoặc các vấn đề về tiêu hóa. Tuổi ngọ nên tiết chế việc ăn uống, tránh bệnh từ miệng mà ra. Nam mệnh tránh xa các nơi tiểu sắc, kẻo hao mòn sức lực. Đồng thời chú ý lái xe an toàn, không rượu bia khi tham gia giao thông để phòng tránh tai nạn bất ngờ. Bạn cần chăm chỉ sinh hoạt khoa học, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao của bản mệnh, dù mùa đông rét mướt cũng không khiến bạn mắc chứng lười mà bỏ bê cơ thể mình. Tuy nhiên cuối năm đường xá đông đúc, nhiều vụ cướp giật, đi đâu làm việc cũng nên cẩn thận đề phòng để giữ an toàn cho bản thân và gia đình. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây sẽ vào phần luận giải 4 tuần trong tháng 12 âm lịch để mệnh chủ bính ngọ có những kế hoạch phát triển. Một tử vi tuần 1 từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 12 âm lịch. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Bính Ngọ sẽ phải trải qua khá nhiều khó khăn trên phương diện sự nghiệp trong tuần này, cấp trên tỏ vẻ nghi ngờ năng lực của bạn nên không giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng. Điều con giáp này cần phải làm là dùng hành động thực tế chứng minh khả năng của mình, chứ đừng nên than thân trách phận. Phương diện tài lộc cũng khá yên ắng, khi bạn không nhận được bất cứ khoảng thưởng nóng nào, người làm ăn kinh doanh cũng đi mãi theo một lối mòn, nên không mở rộng được thị trường, mà khách hàng cũng có dấu hiệu ngày một ít đi. Tuy nhiên, trong tuần cũng không chỉ toàn điều tiêu cực, sao tử vi mang tới ít nhiều may mắn cho người tuổi này. Bạn hãy coi thách thức là cơ hội để rèn luyện bản thân, không đầu hàng nghịch cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới. Trong gia đình mọi người vẫn luôn quan tâm đến bạn, vì thế có chuyện gì khó giải quyết thì bạn nên tâm sự với người thân, chớ giữ trong lòng khiến tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng người ngoài cuộc có cái nhìn đa chiều hơn, có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích. 2. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 12 âm lịch. Người tuổi bính ngọ gặp khá nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp trong tuần này. Bạn nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ từ nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, nên làm việc gì cũng dễ dàng, thậm chí mọi người còn dành cho bạn cơ hội để tỏa sáng. Chuyện làm ăn có nhiều khởi sắc vào cuối tuần, cuối cùng sau nhiều vất vả và cạnh tranh, bạn cũng khẳng định được vị thế của mình. Tìm được đội ngũ khách hàng thân thiết, giúp đồng tiền chảy về túi ổn định hơn khoảng thời gian trước đó. Tuy nhiên trên phương diện chi tiêu, Đại Hao còn khuyên bản mệnh cần có cách sử dụng khoản tiền trong túi hợp lý, không nên đua đòi cho bằng được người này, người khác, hãy nhắc nhở mình cần phải tiết kiệm để dự phòng cho tương lai. Phương diện tình cảm khá ảm đạm, khi bản mệnh và nửa kia thiếu quan tâm đến nhau, chỉ tập trung vào các công việc của mình. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, kẻ thứ ba sẽ nhanh chóng tìm cách chen chân phá hoại mối quan hệ của hai người đấy. ba, Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 12 âm lịch. Tử vi tuần thứ 3 của tháng 12 âm lịch, tuổi bính ngọ cần phải chấp nhận một điều là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Những thành tích xuất sắc của bạn có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị, hạ thấp uy tín. Vì thế điều bạn cần làm là bỏ ngoài tai những lời không hay, tập trung vào nhiệm vụ của mình và gây ấn tượng với lãnh đạo. Người làm ăn có thể nhận được tin vui vào cuối tuần, với con mắt tinh đời của mình, bạn có thể phát hiện ra những cơ hội làm ăn quý giá, thậm chí trở thành người dẫn đầu xu hướng, hãy tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình cho là đúng, bạn sẽ kiếm về bộn tiền. Tuy nhiên, tiểu hao khuyên bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu, nếu không dù có dư giả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của, cuối cùng khi có việc cần thiết xảy ra lại phải vay mượn mọi người xung quanh. Chuyện tình cảm cũng không mấy khởi sắc, khi người độc thân quá bận rộn với những công việc riêng tư của mình và chẳng muốn mở lòng với mọi người xung quanh, dù có người bày tỏ thiện cảm, bạn cũng chọn cách làm ngơ. 4. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 12 âm lịch. Tử vi tuần cuối cùng của năm Bính Ngọ hãy luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực, dù đâu tuần khó khăn có ập đến, song đây cũng là cơ hội để bạn khẳng định bản thân và tìm ra điểm mạnh của bản thân hãy tìm cách biến thách thức thành cơ hội, mở ra cơ hội thăng tiến trong tương lai. Chuyện làm ăn diễn ra chưa thuận lợi trong tuần này, có lẽ các dự án đầu tư làm ăn của bản mệnh cần tiếp tục phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới thấy hiệu quả. Hãy luôn giữ đầu óc tỉnh táo để có thể nhanh chóng phát hiện ra những điều bất cập và sửa đổi kịp thời. Có điều, sao xấu ngũ quỷ cũng khuyên bạn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ. Có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân kể cả khi bạn vẫn còn trẻ đi nữa. Phương diện tình cảm thì lại khá tích cực, bởi bạn biết người nhà sẽ luôn ủng hộ mình trong mọi quyết định, cũng nhờ có người thân bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn và sẵn sàng đối diện với những điều chưa biết trước. Quý vị thân mến, cùng là một tuổi, nhưng không phải ai cũng giống ai. Tiếp theo đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị về Tử Vi chi tiết 4 tháng sinh may mắn của tuổi Bính Ngọ 1966, hốt chọn lộc trời trong tháng 12 âm lịch. 1. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 1 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Bính Ngọ theo tháng sinh âm lịch, vào thời điểm này trong năm cũng được hưởng lây nhiều điều tốt đẹp, họ sống lạc quan, phóng khoáng, thích kết giao bạn bè, giỏi xã giao, người tuổi này sinh vào tháng 1 âm may mắn được lục thân tương trợ, lại thêm quý nhân luôn ở sát bên chỉ lối dẫn đường, nên cả đời không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của người này lại nằm ở chỗ, tuy tính tình cương trực, nhưng có phần hơi bảo thủ. An phận thủ thường, không có chí cầu tiến, không ham học hỏi, họ dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đang có, cũng dễ dàng chấp nhận những quy tắc, quy định được đặt ra. 2. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 7 âm lịch. Trong năm tháng 7 âm lịch là người được phúc âm bảo hộ, thiên tư thông minh đỉnh ngộ, có tài văn chương, cũng giỏi tài thao lược, chú ngựa này tính tình thẳng thắn, trung thực, lòng dạ bao la, có nhiều tham vọng và lý tưởng trong đời, mơ ước cao xa song người tuổi bính ngọ này luôn cố gắng hết mình để biến ước mơ thành hiện thực, dù thành công nhưng không khoa trương, không kiêu căng, được nhiều người ngưỡng mộ, danh tiếng vang khắp gần xa, trong đời họ có nhiều quý nhân, ở nhà có tiền bối, gia phụ chỉ giáo, ra ngoài có quý nhân tương trợ. 3. Người tuổi bính ngọ sinh tháng 9 âm lịch Người tuổi bính ngọ sinh vào thời điểm này khá vất vả, cuộc đời lận đận vất vả, phải chịu nhiều chắc trở khó khăn, họ không có sự nghiệp thành công lẫy lừng nhưng bù lại giữ được bình an dù gặp nhiều cản trở nhưng không vì thế mà họ nản lòng ngược lại càng thêm quyết tâm giữ cho mình lòng nhiệt tình và ý chí kiên cường không có người thân giúp đỡ người này phải cố gắng hơn bình thường gấp nhiều lần những điều đó rèn rũa cho họ ý chí sắt đá hơn người tâm tĩnh như nước chẳng vì hiểm nguy trước mắt mà dao động nếu biết tận dụng nắm bắt thời cơ thì có thể gây dựng được sự nghiệp cho mình 4. người tuổi ngọ sinh tháng 10 âm lịch Người tuổi bính ngọ sinh tháng 10 âm lịch, có trí tuệ hơn người, văn võ song toàn hiếm ai bì kịp, họ thông minh lanh lợi, phẩm chất cao đẹp, có trí khí, trọng nghĩa, trọng tình, nhờ quý nhân ở bên chỉ đường dẫn lối, cộng thêm bản mệnh nỗ lực cố gắng không ngừng nghĩ, nên giành được nhiều thành công trong cuộc sống, cũng như công việc. Cuộc đời không phải trải qua sóng to gió cả, là người có phúc phận, phúc thọ song toàn, tài đức đủ đầy, được nhiều người yêu mến và kính trọng, cũng được cấp trên tin cậy đào tạo làm tầng lớp kế cận. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, cha mẹ cho chúng ta thân thể này, không ai từ đất chui lên hay từ trên trời rơi xuống, vì thế một người dù mang thân phận gì, từ vua cho đến thứ dân, từ người trí thức cho đến kẻ không được học hành, từ người sang đến kẻ hèn, nếu bất hiếu với cha mẹ thì không đủ tư cách làm người, nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng chỉ để bỏ đi, dù cha mẹ có xuất thân thấp hèn, cũng là người đã tạo ra mình, nuôi lớn mình bằng tình yêu, cho ta hình dáng như hiện tại, nếu không có cha mẹ thì mình đâu có được ngày hôm nay hay có những bậc sinh thành do điều kiện nào đó mà không nuôi nấn chăm sóc được mình nhưng cái ân nghĩa của việc sinh ra thân này thì cũng đủ để mình mang suốt đời có người vì hoàn cảnh này hoàn cảnh khác mà phải bỏ con mình chứ thực cha thì không ai muốn và rồi những người con đó lớn lên thì oán cha oán mẹ thì cái oán này cũng không đúng hãy quán chiếu cái ân tình của cha của mẹ thuở ban đầu họ đã nên ân nên nghĩa với ta từ khi ta trú ngụ vào thai mẹ không ai có thể phủ nhận công ơn cha mẹ đã cho con vóc dáng hình hài, đã cho con cơ hội làm người, mà không phải chúng sinh nào cũng dễ dàng có được. Vì thế không nên oán hận cha mẹ, không nên khinh rẻ, bạc đãi cha mẹ, lòng hiếu thảo chẳng những là bổn phận, là trách nhiệm đạo đức của người con đối với cha mẹ, mà còn là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu sau này noi theo. Một ngày kia, ai cũng sẽ trở thành ông bà cha mẹ, khi ấy không ai muốn con cháu bất hiếu với mình, vong ân bội nghĩa đối với mình, để cha mẹ được an lòng anh em phải sống hòa thuận không quên tu dưỡng bản thân không cần phải là cho họ ăn ngon mua quần áo đẹp muốn tích nghiệp lành muốn cầu chữ hiếu thì tu thân dưỡng tâm trưởng thành và khỏe mạnh vì con cái là tài sản vô giá của cha mẹ nên chỉ cần con cái bình an hạnh phúc tốt đẹp là đã đền đáp công ơn sinh dưỡng